thử thách này đúng là không dễ dàng gì đối với các bạn nhỏ của chúng ta. Không biết là đội cô Trâm bắt được bao nhiêu cá mà trông có vẻ vất vả thế nhỉ? Tại vì Sang đâm sẵn vào tay của bạn Hiệp. Có đâu mà chạy mau. Bạn Sang đâm sẵn vô tay bạn Hiệp. Tình huống phạm lỗi không được fair play của An Sang. Bạn An Sang là phải lưu ý trường hợp này đấy. Bạn Hiệp đang bóc là lấy sẵn đâm vô tay rồi. Con là chùm luôn á. Bỏ cái tính đó nha. Ây à, hình như cô Trâm thực sự là giận rồi á. Nhưng mà An Sang chắc là không cố tình làm bạn Hiệp bị thương đâu cô Trâm ơi.